Một người đàn ông 35 tuổi ở Trung Quốc mới đây đã bị gãy xương đùi chỉ trong một cơn ho dữ dội và đáng chú ý xương đùi được coi là phần xương cứng nhất trong cơ thể của con người. Theo đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân số 2 ở tỉnh Phúc Kiến, bệnh nhân họ Dê, 35 tuổi, đã gặp sự cố này trong cơn ho. Điều này là bất thường vì nam giới trong độ tuổi của anh thường chỉ bị gãy xương đùi do chấn thương nghiêm trọng, chẳng hạn như là tai nạn xe hoặc là ngã từ độ cao đáng kể. Các xét nghiệm và kết quả x-quang cho thấy mật độ xương của anh Dê tương tự như mật độ xương của một người đàn ông 80 tuổi. Sau khi các xét nghiệm xác nhận rằng anh này không mắc bất kỳ bệnh gì về xương, các bác sĩ kết luận rằng anh có xương cực kỳ giòn do thói quen uống coca, chế độ ăn uống kém và thiếu vận động. Các bác sĩ giải thích điều này dường như là ngăn cơ thể của Ye hấp thụ canxi đúng cách, do đó ảnh hưởng đến mật độ xương của anh. Còn giới chức thành phố Bangkok, Thái Lan vừa áp đoạn, áp đặt một loạt các biện pháp nhằm kiểm soát cái việc kinh doanh trên vỉa hè ở trong đó thì những người bán hàng rong trên phố phải đăng ký bán hàng, công khai thu nhập và phải đóng thuế nữa. Cụ thể, Thống đốc Bangkok thông báo chỉ những người bán hàng rong có thu nhập dưới 25.000 bạc, tương đương với khoảng 680 đô la Mỹ mỗi tháng mới được phép bán hàng ở vẻ hè mà thôi. Đồng thời, ông cũng yêu cầu toàn bộ những người bán hàng rong khu vực không gian công cộng đăng ký vào hệ thống nộp thuế quốc gia, giúp chính quyền của Bangkok giám sát thu nhập. Các tiểu thương có thu nhập trên 680 đô la Mỹ cần rời về hè, không gian công cộng và buộc phải tìm thuê gian hàng để buôn bán ở các điểm được chỉ định, đảm bảo cảnh quan của thành phố. Giới chức thành phố Bangkok cũng sẽ sớm tổ chức điều trần về các biện pháp này và triển khai các sửa đổi cần thiết. Mục tiêu về dài hạn của thủ đô Thái Lan là loại bỏ hoàn toàn hoạt động bán hàng rong ở trên đường phố, rời sinh kế các tiểu thương đến các trung tâm bán rong thương mại. Khả năng nói chuyện với động vật từ lâu đã được khám phá trong văn học và phim ảnh viễn tưởng. Giờ đây, quỹ Jeremy Kohler và Đại học Ten Aviv của Israel sẽ tài trợ giải thưởng trị giá 10 triệu đô la Mỹ cho nhóm nghiên cứu nào có thể mở khóa khả năng giao tiếp hai chiều giữa con người và động vật thử thách giao tiếp hai chiều giữa các loài coler lito được phát động bởi quỹ jeremy coler và đại học ten avid mặc dù việc sử dụng ai là không bắt buộc họ cho biết công nghệ này có thể thúc đẩy hầu hết các kế hoạch được đề xuất tổ chức cho biết ý tưởng này không mới các nhà nghiên cứu gần đây đã phát triển các thuật toán để dịch tiếng kêu của rơi cho phép họ xác định chủ đề của các cuộc nói chuyện giữa chúng những nỗ lực khác trong lĩnh vực này bao gồm các thuật toán nhằm giải mã cảm xúc của lợn từ tiếng kêu của chúng và tiếng kêu của loài gặm nhấm để xác định khi chúng bị căng thẳng dự án loài trái đất, một nhóm phi lợi nhuận ở California của Mỹ cũng đang làm việc với hy vọng phát triển một hệ thống có thể áp dụng cho tất cả các loài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 6 thì có khoảng 40.000 thí sinh tại 14 tỉnh thành từ thành Thừa Thiên Huế trở vào đã bước vào đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Và đây cũng được xem là cơ hội để nhiều em có thể giành vé vào đại học sớm dù chưa thì tốt nghiệp trung học phổ thông. Vâng, nhưng mà tuy nhiên thì trong ngày thi hôm nay đã có khá nhiều thí sinh vì hồi hộp nên đã quên mang theo giấy tờ tùy thân. Có thí sinh thì vì lý do khách quan nên cũng đã không có căn cước công dân để làm thủ tục. Dù đáng tiếc nhưng theo quy chế tất cả các em đều không được thi đánh giá năng lực đợt này. Cụ thể tại điểm thi Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, một nữ sinh sinh năm 2006 tại quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh không được dự thi do quên mang căn cước công dân. Em cho biết trước kỳ thi bị mất căn cước công dân và đã đến công an quận Bình Tân để làm lại vào ngày mùng 7 tháng 5. Thời gian hẹn trả căn cước công dân làm lại vào ngày 11 tháng 6. Trong khi ngày mùng 2 tháng 6 dự thi kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, em được nhiều người tư vấn sử dụng xác nhận thông tin cá nhân qua VNEID do Bộ Công an phát triển bởi theo quy định tài khoản VNEID đã được định danh cấp độ 2, được thực hiện các giao dịch thay căn cước công dân. Tuy nhiên hội đồng thi không chấp nhận nên em phải ra về. Còn tại điểm thi Đại học Khoa học tự nhiên, một nữ sinh đi hàng chục cây số từ Đồng Nai lên Thành phố Hồ Chí Minh để dự thi nhưng do quên mang căn cước công dân nên không thể tham gia kỳ thi theo quy định. Cô học trò đã phải rời trường thi ngay trước khi giờ thi bắt đầu. Vâng và giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết, các cán bộ đã thực hiện theo đúng quy chế thi và thí sinh thì phải có bản chính căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu thì mới đủ điều kiện để dự thi việc xác minh các cái giấy tờ không phải là chuyên môn của cán bộ coi thi. Lãnh đạo của một trường đại học khác thì cho rằng lẽ ra thí sinh khi bị mất căn cước công dân thì cần sớm liên hệ với hội đồng thi để được hướng dẫn sớm hơn, tránh tình trạng là nước đến chân rồi mới nhảy. Bởi nếu thí sinh mất căn cước công dân vẫn có thể sử dụng các cái giấy tờ xác nhận nhân thân khác từ phía của địa phương và nhà trường để đảm bảo đủ điều kiện để mà dự thi. Vâng và hàng năm thì tại các đợt thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đều xảy ra trường hợp thí sinh không được tham gia dự thi vì quên căn cước công dân. Tình huống này kéo theo nhiều tranh cãi khi không ít ý kiến cho rằng là hội đồng thi nên linh hoạt tạo điều kiện cho thí sinh dự thi, có thể thực hiện lăn tay rồi sau đó thì sẽ xác nhận sau. Vâng lại vừa có thêm một trường hợp bị sốc nhiệt trong lúc bộ hành cùng với ông Minh Tuệ khi mà ba người phụ nữ đi theo đoàn người bị sốc nhiệt. Rất may lực lượng công an kịp thời đưa đến bệnh viện và hiện sức khỏe của hai người này đã bình phục. Công an thị xã Hương Trà từ Thiên Huế cho biết vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 2 tháng 6, một cô gái đi theo đoàn bộ hành của ông Minh Tuệ đã bị sốc nhiệt kiệt sức và có dấu hiệu ngã xuống đường. Trong lúc đó có hai cán bộ chiến sĩ công an thị xã Hương Trà đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đã kịp thời phát hiện và dìu những người này vào bên lề trước đó một ngày thì huyện Phong Điền tỉnh thừa thiên huế cũng có hai người phụ nữ đi theo đoàn người bám theo ông thích minh tuệ một quãng đường ngắn ở trên quốc lộ 1a do sốc nhiệt thời tiết đã đuối sức mệt lả nằm xuống mặt đường và ngay sau khi phát hiện lực lượng công an đã kịp đưa nạn nhân đến bệnh viện để nhận sức khỏe của hai người này đã bình phục. Trước sự việc ngày càng có nhiều người khi tham gia bộ hành với ông Minh Tuệ bị sốc nhiệt, thậm chí là tử vong, các bác sĩ cho biết nhiều người sức khỏe yếu nhưng vẫn cố đi bộ hành theo dưới trời nắng nóng liên tục nên cơ thể không chịu nổi. Thậm chí là nếu người đó ăn chay không đủ chất, không uống đủ nước thì rất là dễ bị say nắng hay là sốc nhiệt. Vâng, chính xác là như vậy. Bởi sốc nhiệt nếu mà à, nếu không có thể nhanh chóng gây tổn thương não, à, tim hoặc là thận và cơ, cũng như là làm tăng nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng và thậm chí là gây tử vong như các trường hợp chúng ta đã chứng kiến rồi. Do đó thì nhiều người cho rằng nếu mà muốn thể hiện cái lòng ngưỡng mộ và sự thành kính đối với Minh Tuệ thì chỉ cần đứng bên đường để vái chào là đủ. Không cần và có lẽ là không cần thiết chúng ta phải đi theo vừa tổn hại đến sức khỏe bản thân vừa gây tình trạng ủn tắc giao thông và đặc biệt là ảnh hưởng đến những người khác. Quý vị và các bạn thân mến, chuyển sang một thông tin khác. Bệnh viện Bạch Mai cho biết khoa nội tiết và đài tháo đường của bệnh viện mới tiếp nhận trường hợp cô gái 23 tuổi đến viện khám vì thấy mặt tròn và mệt. Bệnh nhân cho biết là do bị viêm mũi, luôn trong tình trạng ngạt mũi nên lúc nào cũng mang theo thuốc xịt mũi bên mình, ngay dùng từ 3 cho tới 4 lần. Theo các bác sĩ tại khoa nội tiết và đái tháo đường qua khám lâm sàng, các bác sĩ thấy mặt bệnh nhân tròn, bụng to, chân tay teo, đặc biệt ở vị trí bụng và đùi có rất nhiều vết dạn da màu đỏ. Khai thác bệnh sử bệnh nhân cho biết do bị viêm mũi từ lâu nên cứ ngạt mũi là sử dụng thuốc xịt mũi trung bình xịt ngày từ 3 đến 4 lần. Xem thành phần lọ thuốc xịt mũi bệnh nhân mang đến, các bác sĩ thấy có desamethasone. Đây là loại corticoid rất mạnh, là loại thuốc bán theo đơn, nhưng việc bệnh nhân tự ý dùng kéo dài đã gây tác dụng phụ. Đáng nói tình trạng như cô gái này không phải là cá biệt. Khoa nội tiết và đai tháo đường bệnh viện Bạch Mai tuần nào cũng có khoảng 10 bệnh nhân bị suy thượng thận đến khám vì mệt, đau mỏi xương khớp, phù hay là tăng cân. Các bác sĩ cảnh báo việc lạm dụng các thuốc chứa corticoid kéo dài có thể gây rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như là đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm lết dạ dày, đục thủy tinh thể, loãng xương, gãy xương hay là xuất huyết dưới da, hoại tử tròm xương đùi, hạ kali máu và dễ bị nhiễm trùng, các vết loét lâu liền, thậm chí là rối loạn tâm thần. Do đó người dân tuyệt đối là không tùy ý sử dụng các thuốc có corticoid bừa bãi, cần dùng theo chỉ định của bác sĩ. Thưa quý vị, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra loạt cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo mới, trong đó chỉ ra mánh khóe lừa đảo thông qua các trò chơi cá cược ở trên mạng. Vâng, trước đó thì một người phụ nữ 47 tuổi trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã trình báo Công an tỉnh Quảng Ninh về việc là bị lừa đảo với số tiền là 14,7 tỷ đồng quanh thức là nạp tiền chung vào tài khoản tham gia cá cược trên mạng Internet của một người quen biết trên mạng xã hội Facebook. Theo nội dung trình báo, khoảng tháng 3 năm 2024, thông qua mạng xã hội Facebook, người phụ nữ có quen biết một người đàn ông giới thiệu là Lê Hữu Nam, 44 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nam giới thiệu là kỹ sư phần mềm ở trong miền Nam, được mời sang Singapore sửa chữa hệ thống phần mềm casino và đã phát hiện ra lỗ hồng của trang web chuyên về các cái trò chơi cá cược có thưởng và có thể lợi dụng lỗ hồng này để mà kiếm tiền. Đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ người phụ nữ nêu trên nạp tiền vào tài khoản của mình do thấy thắng một cách rất là dễ dàng người phụ nữ đã đam mê vay mượn để chơi và thắng ở giai đoạn đầu. Sau đó nam nói là lỗ hồng chỉ vài ngày nữa sẽ hết nếu nên động viên nạn nhân nạp nhiều tiền hơn để hưởng nhiều hơn. Tuy nhiên sau khi nạp tới 14,7 tỷ đồng, tài khoản Facebook tên Nam đã bị xóa và không liên lạc được. Người phụ nữ đã nhanh chóng vào Thành phố Hồ Chí Minh để tìm dựa trên thông tin đã có trước đây nhưng rõ ràng không thành và biết mình đã bị lừa rồi. Vâng và theo cục an toàn thông tin người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời mời chào tham gia đầu tư trên mạng xã hội và đặc biệt là những người lạ. Tuyệt đối không tham gia các group chat và không kết bạn với những người có cái dấu hiệu là chào mời đầu tư hoặc là giao dịch có liên quan đến tài chính. Không đầu tư ở trên website, app khi mà chưa tìm hiểu kỹ về đơn vị chủ quản. Không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp phục vụ cho các hành vi vi phạm pháp luật.